Rồi, giờ em chào anh chị, các bạn, cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn nha. Dạ. Kế bên mình thì chắc là không có xa lạ với mọi người trên kênh rồi, đó là anh Huy, chủ bên cửa hàng xe máy Huy Hồng Phát nha. Dạ, em Huy xin kính chào quý chú anh chị em mình. Đến với buổi phát sóng ngày hôm nay thì em Huy xin báo giá những cái dòng xe giá rẻ trước cho quý chú anh chị em mình. Dạ. Quý anh mình thấy đó, trời mặc dù đang mưa nha, anh em cố gắng quay cho quý chú anh chị em mình cập nhật giá. Dạ. Và cái giá sẽ tốt nhất cho quý chú anh chị em mình nha. Dạ. Thì về cái địa chỉ là 201 Sài Nam, Nguyễn Thái Sơn, phường 7 Gò Vấp 10 hen, gần với chợ Gò Vấp, ở đây đâu đó là vài chục mét, trăm mét thôi. Thì bà con ở xa cái đến ngay chợ Gò Vấp á, thì bên nhà sẽ hỗ trợ chỉ đường cho các bạn chị mình cũng như là ra đón mọi người vô cho nó dễ ha. Giờ chắc là do trời mưa nên anh em mình cập nhật luôn mấy dòng xe nhỏ trước luôn đi anh. Đúng rồi. Ở đây thì em Huy có một chiếc quay 2018 nè, máy zin nha, được mang biển số 86 nha. Quý chú anh chị em mình ở Bình Thuận mua xe cũng cực kỳ hợp lý. Rồi. Mua về mà đi cày vừa, đi làm cũng khá là tốt nha. Dạ. Và xe này em Huy bán cho quý cô chú anh chị em mình chỉ có 10 triệu 500 ngàn đồng thôi. Quay 110 luôn á mọi người nha. Máy zin nha. Dạ. Về ngoài còn khá đẹp. Đó. Nói chung là tổng quan là liên lạc, em thấy là cũng không có bể bở gì hết thì cũng quà to là hợp lý mọi người ha. Còn bên trong đây thì một chiếc tim Thái nha, có bận đầy đủ nha. Em Huy vừa mở ra để rửa. Thì xe này em Huy để giá là 14 triệu 500 ngàn đồng. 14 triệu 500. Xe rồi. Rất còn rất là khá nha. Dạ. Em Huy ráp bận vô lại vô trong nhà luôn đó, là 14 triệu 500. Rồi, bản số là thành phố 3645 là bản số bà con mình ha. 3456 là có đủ đó. Mọi thời các em nó đứng lộn chỗ nhau thôi. Rồi, ở đây thì một em mệt cho quý cô chú anh chị em mình đó, 2017 bị số thành phố nha, máy móc nguyên zin, màu xanh GB. Xe này thì em Huy bán cho quý cô chú anh chị em mình 16 triệu 500 nha. Có vô một cái cặp bánh mâm kiểu CNC nhôm rồi đó chị. Thì các bạn trẻ là cũng sẽ thích như cái này, xuống bánh mâm nhỏ luôn nha. Biển số Sài Gòn 5901. Và kế bên là một em 2016. Xe này thì em Huy để giá 15 triệu. 15. Những cái dòng xe bên em Huy thì cũng có hỗ trợ trả góp từ trên 10 triệu nha. Góp lên trước 70-80% nha. Yeah. Còn những cái xe dưới 10 triệu thì có thể cho quý cô chú anh chị em thiếu 1-2 triệu tại cửa hàng. Nó cũng hỗ trợ cho quý cô chú anh chị em mình tiện mua cái dòng xe cao cấp. Nhỏ nhỏ vậy nè, xe vừa vừa nhỏ nhỏ tiền nhưng mà khách hàng ở xa đến mình có fit lọc lá xăng cội chút đỉnh nhỏ nào được thì không vẫn ngày vẫn có những chương trình cho quý chú anh chị em mình bớt 100-200 tiền lọc lá hoặc tiền xăng hoặc tặng một bình nhớt. Tặng một bình nhớt thì chắc em Huy không bớt được, tại nhớt em Huy là mua giới cao cấp. Đó, hoặc tặng một cái nón cho quý chú anh chị em mình làm kỷ niệm. Nói chung là những cái gì đó quý mến là đến tới cửa hàng thì em Huy cũng không tiếc tới quý chú anh chị em mình đâu. Đây, chắc giờ anh em mình đề cập luôn tới chiếc rim gì đây. Xe này rim Thái nha, em Huy chưa dọn nha. Xe này máy zin chưa dọn. Thì để em Huy lên sóng xong xuôi rồi gửi cho quý chú anh chị mình xem nha. Rồi, đây thì em Sirius là chỉ có 7 triệu chỉ có 7 triệu 500 ngàn đồng thôi. 7 triệu 500. Rồi, bên đây okay, thì là 2017-2018 nè, em Huy bán 9 triệu nha. Đó, chất xe rất là đẹp nha. Rồi, bên đây thì em Huy về cái lô xe mới này cũng rất là nhiều nha. Đó, mấy bữa trước thì cũng hết rồi, mấy cái dòng này thì quý chú anh chị mình thấy rồi đó. Cũng rất là. Có chiếc MX nha chị các bạn nha, MX 125. Xe này thì em Huy bao hồ sơ cho mình luôn nha. Đó, giá 22 triệu đồng, xe này 2019 nha. Rồi, okay. Xe nhập Thái nha quý chú anh chị em, xe Honda nhập Thái nha. Yeah. Rồi, bên chiếc, quay hôm nay Huy về một chiếc quay A khá là đẹp nha, thắng đĩa nha. Xe này rất là chất, dàn ngoái cực kỳ đẹp luôn, máy móc nguyên zin. Em Huy bán cho quý cô chú anh chị em mình là 8 triệu 8 nha. 8 triệu 800 ngàn. Đúng rồi, ok anh chị. Bên đây mình sẽ có một chiếc A cộng nha, biển số là 54F2 5345 anh chị. Xe này về chất lượng xe thì khá đẹp nha quý chú anh chị em. Nhìn chất xe thì khá ok, máy móc bao cho mình đi xa thoải mái. Rồi. Biển số là thành phố. Đó. Đồ phụ kiện zin trên xe còn đầy đủ luôn nha. Đó, đồng hồ báo nhiệt rồi tất cả mọi cái đều ok nha. Yeah. Có nút bấm ấy đầy đủ hết. Thì xe này em Huy để cho quý cô chú anh chị em mình 10 triệu 500 ngàn đồng. 10 triệu 500. Nó khác với những cái dòng xe khác nha quý chú anh chị em. Yeah. Chiếc này nó đẹp, nó liền, máy nó còn ngon. Đó, đi xa thoải mái luôn. Rất là tốt. Rồi, bên trên mình có một chiếc Arroyo biển số Sài Gòn luôn chị, 59 E1 nè. Xe này 2016 em Huy bán cho quý cô chú anh chị em mình chỉ có 9 triệu rưỡi thôi. 9 triệu 500. Đó, nên xe công nghệ cao, rất là tốt nha. Dạ. Bên đây em Huy có một chiếc AB. AB này là xăng cơ nha, máy zin, bao êm bao chất luôn. Dạ. Xe này em Huy để cho quý cô chú anh chị em mình 8 triệu rưỡi. 8 triệu 500. Đúng rồi. Rồi máy chất okay, nha. Bà con ha. Bên trên mình sẽ có một chiếc Jupiter. Jupiter 2012 nha. Xe này bánh mâm thắng đĩa luôn. Đó, xe giá cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 8 triệu rưỡi thôi. 8 triệu rưỡi, biển số là 94 Bạc Liêu bà con nha. Rồi. Máy móc cực kỳ êm luôn. Mấy cái này đi mua đi làm đi cày bừa là nó bền, nó ngon lắm anh chị. Đây rồi. Là chiếc Kimco. Nói chung tên cũng đọc khó nhớ nhưng mà về dòng xe 50 á cũng rất là chất nha. Yeah. Đó, xe này thì ốc tán cực kỳ mới, xe liền lạc đẹp 2019 20 lận.
em Huy bán chỉ 10.500.000 đồng. 10.500.000 mua cho con em mình đi học đồ này nọ rất là ok nha. Dạ. Nam rồi đây chiếc quay trăm nữa nè, quay 2016, xe này em Huy để cho quý cô chú anh chị em mình là 10.800.000 máy riêng nha. 10.800, biển Lâm Đồng 49 mọi người, 11934. Đó bộ là này là bộ ống tiêu công nha đó. Dạ. Rất là đời này đời cuối cùng của một quay 100, chính xác là đời 26 cuối cùng luôn anh chị. Đây là chiếc Lubias sang cơ, Lubias là chỉ có 10 triệu, ở bên đây chỉ có 6.3 thôi em. 6.3, 6.3 rồi. Dạ, trong nhà em Huy còn xe nha. Rồi vào bên trong nhà mọi người ha. Rồi trong nhà đây em Huy có một chiếc BS nè. Đó. Không biết nay sạc bình chưa để nổ máy cho quý chú anh chị em mình. Điện nó bắt 47 anh chị nha. Cái máy nghe teo. Dạ. Bao cho anh em mình đi xa luôn. Dạ. Và giá chỉ có 15 triệu 9 thôi. 15 triệu 9. Dạ. Về mình đi thoải mái luôn. Ok. Máy hết luôn mà giá chỉ có 15 triệu 9 mà là xe 150 nha. Thôi máy móc cực kỳ êm luôn. Khó FI luôn. Đó 15 triệu 9. Bị hết mà cái 15 9 là phải nói là quá tuyệt vời luôn mọi người ha. Bên này là có chiếc quay RS. RS nè, 110. Xe này 6 triệu 9 thôi. Biển quá đơn giản. À. Đây, 6 triệu 900 ngàn. Đúng rồi. À. Rồi, ok nha. Bên đây là chiếc Hayate 3 triệu 8. 3 triệu 8. Đây là xe Nhật đàng hoàng nha. Bà con mua đi làm đi cày bừa làm chân rồi. Mấy anh tài chạy hò thợ hò là cũng ngon lắm á. Rồi Vision 9 triệu. 9 triệu Vision from the đầu. Rồi Hayate SS 4 triệu. 4 triệu. Rõ. Vision trong đây là 2017, biển số đẹp. Chỉ có là 22 triệu 9 chục. Phụ trợ Trung Quốc lên dàn áo Nhật. Chưa kịp ráp luôn. Dàn áo Nhật nha, máy ngon đàng hoàng, 4 cũ. 4 triệu mọi người nha. Rồi. Hiện tại thì chưa có ráp ha. Rồi, bên đây là một chiếc Lubias nè. Xe này biển số 84. Rõ, em Huy bán cho quý chú anh chị em mình chỉ có bao nhiêu đây anh? 4 triệu thôi. 4 triệu đồng bà con mình nha. 4 triệu. Rồi bây giờ anh em mình trở về lại bên nhà ha, để cùng cập nhật tiếp những cái mẫu xe bên trong cho anh em mình theo dõi nha. Rồi ok. Dạ. Trời đang mưa luôn đó chị các bạn ha. Rồi lỡ rồi mình cập nhật giá rẻ trước luôn. Nhà rồi, xe giá rẻ trước. Ok luôn. Anh rồi kia luôn. Nhà xe trong nha. Dạ. Trời đang mưa mà vẫn cố gắng quý cô bác anh chị em mình chỉ cần cọc một cái là em Huy ship xe thôi. Nha. Giá trị cao là Huy ship tận nhà. Rồi. Còn xe trung bình á thì gọi chành nha quý cô chú anh chị em. Đi vào trong đây quay cho bà con anh chị mình theo dõi cái chiếc Click 110 anh chị. Chiếc Click 110 này đang mang biển số là Long An 62 thì như anh chị các bạn mình đang thấy ở trên màn hình. Hiện tại giá cái chiếc Click này mình để giá sao đó anh? Chỉ có 8 triệu rưỡi thôi, xe đời 21. Dạ. 8 triệu 500 mọi người nha. 8 triệu 500. Rồi qua cái bên đây là chiếc Ly 125, con này là áo là còn đang bọc keo luôn xe các bạn nha. Xe này của chủ nhà ngoài cùng nhà mình. Không? Dạ. Rồi, đây là một em Vespa A1M Liberty. Ít của em mọi người ơi, nhưng mà Liberty giống như A1M của em mà nó cái form mà giống như mình gọi là gì ta, nói ngang mình quên. Attila đúng không? Attila mà nó có cái vương niệm nữ hoàng á. Nó cái đời sau một xíu. Nhưng mà máy xe này là zin. Cái mẫu mã nó rộng hơn, nó đẹp hơn nha. Em Huy bán 4 triệu rưỡi máy zin. Rồi, 4 triệu 500 ngàn. Dàn áo đẹp luôn. Dạ. Màu rồi, phu chờ mập thì em Huy bán giá 15 triệu FI, bánh bằng đĩa nha. Rồi. Bên trong thì em Huy còn một chiếc Moto Tinti. Xe này liên doanh, xe này 2022 đời mới. Em Huy bán 15 triệu thôi. Rồi. Rẻ hơn xe mới gần nửa đó. Dạ. Các bạn chị nào trong quá trình xem mà nếu mà cần kỹ rõ ràng hơn, mình cứ mạnh dạn mình gọi về cửa hàng để cái hỗ trợ anh em một cách chi tiết rõ ràng nhất có thể bà con mình ha. Sirius 2021 nha, cũng xuống theo 5 tháng nhưng mà anh em dựng anh chị em mình không quan trọng bề ngoài á. Muốn mua về để mình giống như là mình mua về cây bừa đó. Đó rất là tiện, máy zin đời cao. Đó, giá chỉ có 9 triệu rưỡi thôi. 9 triệu 500 ngàn. Ok bà con mình nha. Vì sao khi nhà 68. Một em này thì là một em Vespa. Vespa 2012 nha. Trên này có FI nha quý chú anh chị em. Máy móc cực kỳ êm luôn. Là đề phóng nha. Xe này mới bán giá 8 triệu 8 nha. 8 triệu 800 ngàn. Ở đây là một em Sirius. Sirius này là 2018 nha. Biển số 61 Bình Dương mình. Em Huy bán giá 10 triệu. 10 triệu. Dạ. Rồi, mà đi từ cuối lên luôn ha. Đây em có một chiếc Sirius FI 2017 nha, bánh mâm bánh đĩa chỉ có 9 triệu rưỡi thôi. 9 triệu 500, phiên bản là bánh mâm luôn rồi ha. Nói chung là nhìn xe nó cũng liền lạc. Ok nha. Còn bên trong là một chiếc Winner X phiên bản thắng thường, mẫu là mẫu V2 đang bọc keo trầm cả xe nè anh chị. Winner X thì biển số thành phố nha, xe này 2019, 20 gì đấy. Nhưng mà xe cũng chất xe là máy zin. Đi cũng ít. Em Huy bán giá 17 triệu 9 nha. 17 triệu 900 ngàn bà con nha. 17 triệu 9 mâm sơn vàng đồng.
Rồi kế bên là một em Winner X2021 Biện Tĩnh, em Huy bán giá là 19.500. Cái này là có IBS luôn nha. Rồi 2021 á. Đó, yên bọng là có bọc da là ngồi cho nó im ra hơn 10 nha. Rồi. Còn đây là chiếc Novo 5 nè, Novo 6 nè. Novo 6 em Huy để giá cho quý cô chú anh chị em mình á là 10 triệu 9 thôi. 10 triệu 9. Xe zin hết từ A đến Z mà còn rất là đẹp nha. Rồi. À, máy zin luôn, đèn còn rất là bóng, không chạy chùa nha. 10 triệu 900 ngàn. Nói chung là mẫu này chạy cũng rất là ngon chị nha, đàm chắc ok lắm. Còn đây là chiếc Future 125 FI đúng không anh? Dạ, Future 125 này, xe này 2018 hết đời cũ của dòng khu mập, bánh mâm thân đĩa FI. Em Huy bán là giá là 18.500, biển số thành phố Hồ Chí Minh nha. 18.500. Đúng rồi. Rồi ok anh. Bên đây là một chiếc AB 125 màu trắng bạc anh chị, trắng bạc đen ha. Đèn pin nhấp riêng là còn hết luôn nè. Xe này em Huy để giá cho quý cô chú anh chị em mình là 15 triệu thôi. 15 triệu đồng. Dạ. Rồi ok bà con nha. Ok. Rồi kế bên là một em 2015 nữa. Xe này em Huy để giá cho quý cô chú anh chị em mình là 15 triệu luôn đi. 15 triệu luôn, bằng giá luôn bà con ha. Rồi lên trên thì em Huy có một chiếc ETA biển số 66. Xe này 2018 em Huy để giá là 17 triệu 9 nha. 17 triệu 900 ngàn nè bà con nha. Rồi. Biển số là Đồng Tháp. Đây là tem limited edition luôn. Máy zin luôn. Dạ. Rồi AB đầu bò đi anh. AB đầu bò, dòng xe mà có FI nè, mà giá bình dân để cho quý chú anh chị mình đi làm á. Dàn áo còn đẹp, máy zin nè. Bây giờ tao Huy bán chỉ 9 triệu rưỡi thôi. 9 triệu 500 mọi người ha, nói chung là 9 triệu 500 là có chiếc xe của Honda mà lại sang FI, trọng nữa. AB nữa là quá ngon rồi bà con. Rồi, Fly đi chị ạ. Fly thì rồi. FI 2012 nha. Xe này em Huy bán cho quý chú anh chị mình 5 triệu 2 thôi. 5 triệu 2. Quý chú anh chị mình mua vòng vòng đi vòng vòng ở dưới quê nó cũng rất là ok đó, sang liên trọng lạc. Luôn mà rất là dễ nha. Cũng liền lạc. Ok bà con chị các bạn mình ha. Đây là một cái chiếc Janus nha. Con này biển số là 94 Bạc Liêu nè. Xe này 2018 khóa chè. Em Huy để giá là 13 triệu 500. 13 triệu rưỡi thôi. các bạn nữ nào, các bạn nam nữ gì cũng vậy, sinh viên đồ này kia là thấy rất là phù hợp cũng như nhà trọ đâu ha. Ai mà cần gọi là thời trang nữa, lựa chọn con này là rất là đẹp. Còn đây là chiếc YRS nè. YRS này em Huy để giá cho quý cô chú anh chị em mình là 8 triệu rưỡi nha. 8 triệu 500. Đây bừa là thoải mái luôn. Có vô mà ra rồi cho anh em mình trả đồ đồ cũng ngon lành ha. Đúng rồi. Số 52, bánh là bánh mâm thắng đĩa luôn. Đúng. Còn rồi. Đây là RX 110 đời mới FI. Bằng số là của quận Bình Thạnh nè anh em. Dạ. Dạ. Còn giá mình để sao anh? Xe này để giá 15 triệu nha. Rồi, 15 triệu đồng. 2021 nha. Rồi, 2021 giá 15 triệu. Ở ngoài đây mình có chiếc xe khá đẹp. Đi mày về chưa bán? Chưa bán không anh? Rồi mình trở vào bên trong có chiếc Piaggio Jeep anh chị. Xe này Huy để giá 6 triệu 8 á. 6 triệu 800 ngàn. Đúng rồi. Rồi ok anh, 6 triệu 8. Rồi kế bên là một em Acuyo. Xe này 2018 nè, đời cao. Em Huy để giá cho quý chú anh chị em mình là 11 triệu 5 thôi. 11 triệu 5 thôi. Rồi ok mọi người. Trong là một chiếc Vision á, Vision đen nhám. Vision màu đen nhám em Huy để giá cho quý chú anh chị em mình là 18 triệu. Xe này 2018 lần nha, chính chủ luôn. Chìa khóa mọi người ha, anh chị là lớn tuổi dễ dàng mà sử dụng. Sát bên trong tường thì có một chiếc Noja 110 FI. Và con đó là hồ sơ mình cũng đã có rồi anh ha. Xe này bán 10 triệu 8 thôi. 10 triệu 8 đó. Thì những cái dàn xe giá rẻ em Huy vừa báo giá cho quý chú anh chị em mình rồi đó. Dạ. Hợp lý hợp lệ là quý chú anh chị em mình alo bốc máy cho em Huy liền. Có một cái giá tốt nhất cho quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi giờ anh em mình sẽ về bên cửa hàng kế bên, đến với những cái dòng xe cổ, những cái dòng xe cọp, những dòng xe cao cấp hơn chút xíu dành cho chị nào thích mua trải nghiệm chạy hay là sưu tầm rồi đó. Thì giờ mình về bên khu vực bên đây mọi người ha. Amok mà là một cái thời gian chuyên danh Huy là giá là chỉ có 10 triệu 500 ngàn đồng thôi. Rồi hôm nay em về một con NVIS 125 2018 nha. Xe này là bản Quad Smart K nha quý chú anh chị. Rồi 125 bề ngoài có chạy suốt 5 tháng nhưng mà giá thì cực kỳ tốt luôn. Huy bán chỉ có là 15 triệu 500 ngàn đồng. Rồi, anh chị mình thiện chí là báo em Huy bán 15 triệu luôn. Rồi ok nha. Cực kỳ tốt luôn. Rõ dày lắm, gì cùi máy em ru. Đúng rồi, chợ lớp là còn mới tin mọi người ha. Rồi, rồi, bên ngoài đây em Huy có một chiếc BS nè, BS. Áo zin, sơn zin, vàng mũ zin luôn nha. Bánh đầm liếc thì là nguyên bản hết. Xe này là máy zin, em Huy có vệ sinh đường nước để bảo hành cho quý chú anh chị em mình nha. Rất là chất. BS xe này em Huy tự tin bảo hành luôn. Đó, anh chị em mình đi chơi 100 cây, 200 cây rất thoải mái. Xe em Huy bán 26 triệu, bị thành phố chính chủ ký. Rồi ok anh, màu đen huyền bí. BS giá 26 10 hen, còn anh chị nào mà thích BS mà giá lại hợp lý hơn thì có thể lựa chọn cái con đầu clip nãy là chỉ có 15 mấy em quên rồi ta. Đúng rồi, 15 9 thôi. Con đó chỉ có 15 triệu 9 thôi. Máy móc cũng ngon, xe nào em Huy vô cửa hàng em Huy đều là có máy ok hết cho quý cô chú mình sử dụng. Đây chiếc AB 125 đằng LED đi anh. AB này thì cũng khá đẹp đó. Xe này còn khá mới. Nó tầm khoảng 90% có thể.
26 đó. Em quy định giá 21 triệu 500, biển số 72 nha. Rồi ok anh, 21 triệu 500 mọi người ha. Áo rin tabrin là nói chung là cũng còn rất là nhiều đẹp cho anh em mình luôn nha. Rồi. Rồi, bên kia là một chiếc Barro xe cổ Pháp. Xe này cực kỳ sang trọng đẹp rồi. Xe đó quy định giá cho quý chú anh chị em mình là 46 triệu nha. Rồi. 2024. 46 triệu đồng. Ở thắng ABS, xe mới đừng nói tới, rất là đẹp nha. Anh chị các bạn nào quan tâm thì mình cứ gọi về cửa hàng để cửa hàng hỗ trợ thêm, hoặc là mình đến trực tiếp mình xem cho bên em có mà. Góp qua ngân hàng và góp trợ góp cộng đồng nha quý chú anh chị em. Anh chị em mình có ai tư vấn trợ góp thì alo cho em Huy nha. Rồi, hỗ trợ cho mình hết. Thì vô đây thì em Huy có một chiếc phu chờ nè. Phu chờ bữa nay cũng còn ít quá, dọn xe chưa kịp, xe chưa về kịp. Xe này thì em Huy để giá là 30 triệu 500. Xe này 209 xăng cơ, dàn áo đập hộp đó, dọn full new mới từ trong ra ngoài. Máy bao chết luôn, 30 triệu 500. 30 triệu 500 ngàn 10 nha. Bên trong là một chiếc 208. Xe này là FI nha, biển số thành phố 8388 dành cho quý chú anh chị em mình đam mê. Chỉ có đam mê thì mới sở hữu được em nó thôi. 42 triệu, giá tầm trung. Bên trong là một chiếc GT 31.000 cây. Xe này máy zin nha, mâm zin, áo zin theo xe, đầy đủ zin hết nha. Giá em Huy bán là cực kỳ tốt luôn đó, 31 triệu. 31 triệu GT. GT là bây giờ cũng được nhiều người chuộng nhiều lắm anh chị GT nha. GT đi nó ngon lắm, ngon mấy lắm. Mấy Thái. Xe này chính chủ số thành phố nha, bao phố công chứng. Ok, đây mình qua đây mình tới. Hôm nay em Huy có đổ được một em Jim nè, bán cho quý chú anh chị em mình luôn nha. Jim này thì nói chung là về ngoại hình thì cũng khá là liền lạc, và đặc biệt hơn là xe này sườn chưa làm. Bánh đùm mày chưa sơn, vô cái bô mới tân tiến nha. Bựng zin theo xe. Xe này nói chung máy cũng rất là ok. Đó. Đó cũng ok anh chị các bạn mình ha. Rồi, em Huy bán 16 triệu 500 thôi, bị số thành phố. Hợp đồng mua bán tại cửa hàng nha. 16 triệu 500. Rồi, 16 triệu 500. Con này đang mang mã số ở đây là thành của phố luôn. Thành phố luôn. Đó. Rồi, cái bên kia luôn đi anh, chiếc Rim Thái ha. Rim Thái xe này là chưa rớt đầu nha. Rồi, em chỉ còn duy nhất một chiếc thôi. Chiếc bữa 56 em bán rồi. Còn chiếc 48 triệu 500. Xe này là zin hết nha. Bô zin có luôn nha quý cô chú anh chị em. Đó, xe này là hồ sơ bao cho mình luôn. Về bấm miệng, máy zin chưa rớt đầu, chưa đụng nồi. Ở dàn ngoài theo hình luôn nha. Đó, không có lai đồ nha quý chú anh chị em. Nền là xe Goshi, Rim Thái đời 97. Okay, 48 triệu 500 ngàn đồng. 485. Máy zin nha, chưa rớt đầu nha quý cô chú anh chị em. Giá này thì phải chưa rớt đầu rồi. Anh em mình có thời gian đến đây mình xem chữ vừa ý ha. Rồi. Rồi bên kia Super luôn. Super này là 2012, xe rất là đẹp nha. 26 ngàn cây, chưa rớt đầu luôn. Rất là chất cho một chiếc Super, cực kỳ đẹp luôn. Em Huy để giá là 34 triệu 500 ngàn. 34 triệu 500. Bao luôn cả hồ sơ luôn. Đó, rất là hợp lý nha. Rồi. Còn bên trong là chiếc rim lùn 110 đời cuối luôn á chị. Xe này thì cái bản cuối cùng của Super Việt Nam á. Em Huy để giá là 17 triệu 500, chính chủ nha, máy rin. Máy rin chưa chạm nha, chất xe cực kỳ liền và đẹp nha. Đây, giờ anh em mình qua bên đây. Chiếc Janos ha. Janos thì xe này 2022-23 rồi, mẫu mới nè. Đó, anh em mình thấy rõ đó, rất là đẹp nha, chính chủ biển số thành phố. Biển số thành phố rất phù hợp quý cô chú anh chị em mình mua cho con em mình đi học hiện tại ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Em Huy có thể ủy quyền hoặc có thể là công chứng mua bán sang tên đó, về mọi miền được nha. Dàn áo thì cực kỳ đẹp luôn, 24 triệu 500 ngàn đồng. 24 năm, khóa mắt cây đúng không anh? Khóa mắt cây, phiên bản mẫu mới nha quý cô chú anh chị em. Rất là nhiều công năng và công nghệ, có 3 dây tắt máy luôn nha. Bên đây mình có một cái chiếc rim gì đây, rim lùng ha. Rim lùng hôm nay em Huy mới vừa xong một siêu phẩm. Thì quý chú anh chị mình thấy gì đó, dọn mới đẹp hả anh chị. Dọn rất là chi tiết và tâm huyết. Xe này hiện tại em Huy đang thiếu một cái gạch te, gạch te dưới nó chày nhẹ, em Huy đang dậm nha, nhưng mà rất là đẹp nha. Y chang là hai gạch te zin. Dàn áo thì cực kỳ mà chất luôn. Bô đẹp, biển số đẹp luôn, 9 3 số 6 đây anh chị ha. Đó, rất là chất nha. Rồi, xe này em Huy bán giá 19 triệu 500. 19 triệu 500 ngàn. Vô theo một cái form này, nếu mà quý cô chú anh chị em mình tin ý sẽ nhớ ra một cái thời cổ hoài hoài niệm. Những cái năm 96, 97 là thường thường rim người ta hay vô một cặp bánh mâm màu trắng. Đó, anh chị em mình thấy đó. Vô theo một cái form này nó mới, nó lạ hơn một chút xíu, hơn bánh căm. Nhưng mà cái xe rất là chất nha quý cô chú anh chị em. Rồi, 19 triệu 500 ngàn. 19 năm. Mình bây giờ mình qua cái bên kia ha. Một cái chiếc Fuse đó, hình như là FI mà đúng không anh? FI, 2011. Em Huy còn duy nhất một chiếc rẫy thôi. Giá mình để con đó bao nhiêu anh? Xe này em Huy để là 35 triệu 500 nha. Xe rất là đẹp nha. Em Huy còn duy nhất một chiếc dọn thôi, còn xe kia bán rồi. Rồi, ok mọi người nha. Còn bên trong anh? Rồi, tiếp tục cho một em nữa là giá nó hợp lý hơn chút xíu là 32 triệu 500 nha, chính chủ nha. Xe này cũng dọn mới đẹp, màu trắng nha. FI được không anh? FI đầy đủ. Rồi.
32 triệu 500 bà con mình ha. Và ở trên thì em Huy có một siêu phẩm. Xe này thì vỏ theo xe đầy đủ nha quý cô chú anh chị em. Xe này thì chắc chắn thì dành cho số ít là những người đam mê thực thụ, muốn những cái chiếc xe mà nó hoàn hảo tuyệt đối, gần như tuyệt đối. Chứ còn để mà nói 100% như xe mới thì được có khoảng 95% thôi. Vì xe này chỉ có 15.000 cây, vỏ theo xe đầy đủ, máy zin, chưa có chạm gỡ một cái gì hết, bô chưa mở ra. Rồi. Đó. Xe này đúng 15.000 cây, vỏ trước vỏ sau theo xe đúng đắt đúng đời. Xe này là đời 2009, số đầu là 70 đầu nha. Đó. Chất xe thì quý cô chú anh chị em mình cũng thấy rõ rồi đó, rất là đẹp, chưa có mở buông mở hoặc chạm một vấn đề gì cả. Rất là đẹp nha. Ốc tán thì theo năm tháng thì vẫn như vậy luôn, vẫn còn độ mới của nó, lớp xi vẫn còn. Và vỏ theo xe ở đây đó là còn đúng vỏ nha quý cô chú anh chị em. Đó, 1909 nha. Rất là chất, vỏ vẫn còn dày cui. Và tem bọc thì rất là nguyên zin, và không chì xước, không dăm dăm luôn. Đó, chất xe thì đúng chuẩn 15.000. Anh em mình đam mê thì liên hệ em Huy nha, 85 triệu cho một siêu phẩm. 85 triệu đồng 10 nha, anh chị nào quan tâm thì chính chủ công chứng ba hồ sơ luôn nha. Mình đến đây mình coi cho nó vừa ý luôn nha. Rồi mình vô đây mình tới một chiếc rim đi anh, rim này rim Thái phải không? Rim Thái em Huy dọn full new, thấy cái bô nó cũng không được ưng ý nên em Huy đặt một cái bô mới. Bô rim Thái mới, cho nó đi xứng đáng với một cái xe. Cho nó ưng ái. Bị số 3663. Xứng đáng một cái xe hàng sưu tầm luôn cho quý chú anh chị mình về đi, cái máy cực kỳ ngon. Không kêu, không giọng hú gì cả nha. 32 triệu đồng cho một siêu phẩm. 32 triệu. Rồi, qua bên kia là một cái chiếc cũng là giọng mới. Xe này Huy bán giá 31 triệu nha. Bô theo xe đầy đủ. Rất là chất. Mọi người ha. Còn bên kia anh là một em rim Thái chủ ký giấy nha. Xe này thì cũng như giọng mới, đồ theo xe thì cũng gần như là đủ xe. Em Huy bán giá cho quý cô chú anh chị em mình là 24 triệu 500. 24 năm thôi ha. Cũng đủ giá hết nên là mọi người thích cái rim Thái thì em Huy rất là nhiều giá nên là quý chú anh chị em mình quan trọng mình kiếm những cái tầm tiền nào. Giống như hôm qua em Huy cũng giao một cái xe 56 triệu cho quý cô chú anh chị em mình ở khách ở Vũng Tàu thì thật sự ra khách nó là muốn mua cái xe zin mà khá đẹp mà liền lạc, không có like đồ lô thì em Huy quay lên một cái xe đó thì khách hàng ok. Và hôm bữa thì bán cái xe 75 triệu thì khách hàng cũng rất là ưng ái, không có vấn đề gì cả. Nên rồi. Là tùy giá thôi nha quý cô chú anh chị em. Nó vô giá. Rồi cái bên kia là chiếc Vario 150 đi anh. Xe này 2022 nha quý cô chú anh chị em. Hàng bỏ mẫu rồi, hiện tại bây giờ thị trường không có xe 150 mẫu mới. Thì em Huy bán giá là chỉ có 40 triệu 500 thôi, so với xe cũ bây giờ là 70 mấy triệu. Xe mới bây giờ là 70 mấy triệu. Mà xe lướt chỉ có 40 triệu 500 bao luôn cả hồ sơ nha. Được vô dàn áo và lướt Thái luôn. Rất là tuyệt vời. Bên trên là một chiếc quay ha, quay 110 đó anh chị. Xe này thì tình trạng xe là chưa rớt đầu nha quý cô chú anh chị em. Mới cam kết là chưa rớt đầu. Đầu chưa rớt. Và dàn áo thì đập hộp đúng dàn áo Thái nha. Đúng dàn áo Thái chính hãng. Full luôn. Là gần 6 triệu nha quý cô chú anh chị em. Anh em mình ai có đam mê, có tìm hiểu chắc biết rồi. Còn đồ trên xe thì không like, bô đập hộp mới luôn. NF 110. Chất xe thì miễn bàn, máy thì bao tê tái. Đi đúng xứng danh một cái xe 110 cực kỳ mạnh và nhẹ. Đó, biển số thành phố Hồ Chí Minh, chính chủ công chứng ký giấy sang tên. Em Huy để giá là 43 triệu 500 ngàn đồng. 43 triệu 500 cho chiếc quay 110 đó. Anh chị nào quan tâm thì gọi về cho cửa hàng nha. Còn bây giờ anh em mình sẽ vào bên trong đến với chiếc Ly. Siêu đẹp luôn anh chị. Xe này 2021 rồi nhưng mà được phiên bản đặc biệt nè. Đèn LED 2 tầng. Và đặc biệt hơn cái xe nè, quý chú anh chị em mình xem không khác gì xe hàng. Đây, đúng nghĩa là rất rất đẹp luôn. Và đây là ốc tán rin, chấm sân rin đẹp luôn nha. Rin con này là phải nói thẳng là nó rất rất đẹp anh chị. Rồi, tuyệt vời luôn. Remote là còn đủ nè, mấy cái mã là còn ok hết cho anh em mình luôn ha. Rồi, con này giờ mình lấy giá sao anh? Xe này thì em Huy để giá cho quý chú anh chị em mình 33 triệu 500 bao luôn cả hồ sơ. 33 triệu 5 là bao hồ sơ. Trên thị trường nó rất là nhiều giá nhưng mà quan trọng mình mua được cái xe ưng ý và nó đẹp hay không và nó tiết kiệm cho mình, đúng nghĩa là tiết kiệm hay không. Hay là mình mua xe lướt mà nó cũ nó dọn dọn này nọ thì mình về mình đi cũng không thật sự không có xứng đáng đâu. Xe này vài ngàn cây à, xe này đúng kiểu 3.000 mấy rồi. Đó, nó chất nha. Và giá chỉ có 33 triệu 500. 33 năm. Ok anh. Qua đây là một chiếc Basic màu vàng đồng anh chị các bạn. Mâm cũng được sơn màu kiểu vàng đồng á, rồi áo thì vàng cát ha. Giá con này để bao nhiêu anh? 31 triệu 500. Xe rất là đẹp, bị số đẹp nha, 89922. Rồi, ok mọi người. Dạ alo ạ. Nghe ạ. Cho quý cô chú anh chị em mình là một chiếc SH chưa rớt đầu nha. Xe chưa đầu trao chưa mở nha, đúng 209. Dành cho quý cô chú anh chị em mình đam mê cái mẫu này. Cái mẫu này thì nhìn dáng của nó SH bầu nhìn nó cũng hay thôi. Và giá nó thì hợp lý.
chỉ có 68 triệu bao luôn cả hồ sơ. 68 triệu bao hồ sơ cho anh chị các bạn mình luôn nha, 68. Còn dạ, cái bên là một chiếc SH Việt Nam dạ, được lên cái giờ bộ dàn áo nó giống giống gần giống như SH Ý vậy ha. Dạ. SH lên Ý đó. Xe này thì em quy định giá là 56 triệu 500. Dạ. Dạ. Phân khối là 125 hay 150? 150 nha, 150. Dạ. Rồi, ok mọi người ha. Giờ mọi người ở đây có một chiếc QRX nha chị bạn. Xe này thì em Huy để cho quý cô chú anh chị em mình chỉ có 7.9 thôi. 7.9 thì dàn ngoài được cũng được phục dựng lại cũng khá rồi đó, nhìn nó sạch sẽ mà máy móc thì zin êm. Biển số 72. Dùng anh em mình về đi cày, đi bừa hay đi làm cái công việc gì đó, đặc biệt là chở hàng cũng rất là ok. Yeah. Tại vì coi cái cốt sườn này thì nó cũng như future vậy đó. Nó to nên là quý chú anh chị em mình thấy hợp lý. Còn future thì phải cầm mười mấy triệu trở lên. Dạ. Đó, còn xe này chỉ có 7.9 thôi. 7.9 thôi. Cũng là 110 phân khối nha. Dạ rồi, ok anh. Bên đây còn thì Huy có một chiếc đi lăng biển số 9797, biển số thành phố nha. Được dọn full new rất đẹp nha. Máy móc thì miễn bàn. Bao cho mình đi xa tầm 1-200 cây là rất là bình thường. Dạ. Đó. Dàn áo thì rất là đẹp nha. Đó, 18.8. 18.8 bà con mình ha. Bên rồi, trong là một chiếc đi lăng. Xe này cũng là em Huy dọn mới, máy giữa zin nha, được vô bộ nội thất rồi. Rất là chất. Đó, xe này em Huy để giá là 24.500.000 đồng. 24.500. Dạ. Rồi, còn bên trong cũng là chiếc đi lăng nè, thế này bên trong nè. Đi lăng xe bên trong em Huy để giá là 13 triệu thôi. 13 triệu bao cho quý chú anh chị mình đi xa thoải mái. Dạ. Nhưng mà dàn ngoài thì nó theo năm tháng nó cũng không có thể đẹp mà bằng cái xe ngoài được. 13 triệu đồng nha. Trên đây là một chiếc Supreme gọi là siêu siêu cọp luôn anh chị bạn. Anh chị em mình xem thì cũng thấy thì đó. Nói chung về chất lượng xe, về dàn áo sơn đó là gần như là mới 100%. Xe này đúng 202, đắt vỏ còn. Xe này em Huy bán cho quý cô chú anh chị em mình là 79 triệu. Trước khi mà mình nghe cái giá thì xem mình xem xe thì mình nghe cái giá trước để mình cảm nhận được nó xứng đáng hay không. Cục máy thì như xe hàng, rất là mới. Để mà nói hàng này á, ở trên thị trường mà đến bên đầu ngón tay chắc kiếm rất khó đó. Đây 16.000 cây không khác gì một chiếc tim thái cọp. Đó, mà giá chỉ có 79 triệu, giá cũng hợp lý đó. 79 triệu. Ốc tán thì như mới, không lai, không lô, không mở, không bung. Đó, đầy đủ hết, yên bọng và zin hết. Rồi, ok. Giá bây giờ mình để là 79 triệu. 79 triệu đồng mọi người ha. Vỏ theo xe còn luôn, độ zin, chó đèn sáng cực kỳ. Ok. Vàng bạc chuẩn bị chuyển hướng sang màu vàng luôn rồi đó. Anh em mình ai chơi những dòng này chuyên nghiệp là nhìn vô lại biết liền. Giá là 79, anh chị em khách hàng nào quan tâm thì gọi về cửa hàng, để biệt là các anh các bác nào quan tâm ha. Dạ. Rồi, vào đây mình sẽ có một chiếc đắc ý luôn nè. Con này màu nâu quá. Xe này rất là đẹp nha, anh chị em mình xem trên hình đó là một phần thôi, chỉ được 70% thôi. Còn ra ngoài xem thì không thể nào chê được. Đèn đóm là zin hết nha, rất là đẹp. Và áo dàn áo zin luôn, em Huy chỉ có phục dựng dàn chân thôi. Và máy cũng zin luôn, em Huy chỉ có vệ sinh đường nước nha. 59 triệu. 59 triệu mọi người nha, giá 59. Còn đây mình sẽ đến với những cái chiếc BCX. Ở đây mình sẽ có một chiếc màu đen đầu tiên nè, con này là màu đen, rồi bánh mâm cũng là bánh mâm đen. Xe này biển số 61 chính chủ công chứng nha, khóa theo xe còn đầy đủ, kiến bọng đầy đủ luôn, dàn áo rất là đẹp nha. Đó, ốc tán thì như xe mới vậy đó, đi cũng ít lắm, mười mấy ngàn cây rồi. Em Huy bán giá 29 triệu nha. 29 triệu đồng. Chỉ bằng một con AB thôi, nhưng mà đi một BCX là nó là thuộc vào một đẳng cấp khác. Dạ. Rồi, bên đây bên đây em này thì biển số 62, thấp hơn một đời thì em Huy bán giá 26 triệu 500. 26 triệu 500. Cũng rất là đẹp và máy móc nguyên zin luôn, nguyên bản. Đây mọi người ha. Còn bên đây là một chiếc AB đèn LED màu trắng á chị, màu trắng bây giờ là ra ngoài mình cũng ít khi mà gặp lắm. Đây là phiên bản khóa mắt cây luôn. Xe này em Huy nhận cọc rồi, vừa nhận 1 triệu. Cọc hả? Vừa nhận 1 triệu xong. Và kế bên là một chiếc Vision đẹp. Những ai yêu thích những cái mẫu này thì một trong những cái dòng xe mà để mà nói thì không nào chê được rồi đó. Khẳng định một điều, anh em mình tới coi xe là chỉ có rớt lúa thôi. Rồi, 26 triệu 500, biển số thành phố, chính chủ công chứng. Ok ha. Anh chị em mình ở tỉnh mình mua cho con gái mình đi học cũng ok, công chứng đầy đủ. Mà đi ở Sài Gòn thì mình mang bị Sài Gòn cũng khá hợp lý. Con này nói chung là cũng ok lắm chị, đẹp quá trời luôn rồi. Còn bên đây anh, con màu đỏ đô này như thế nào? Xe này thì biển số 71 nè, xe này 2020 nha. Em Huy bán cho quý cô chú anh chị em mình là 22 triệu. 22 triệu. Đúng rồi. Giao căn cước công dân nha, còn rút bóp sang tên thì thêm phí. Dạ. Bên trong là folder mới anh chị nha, khóa mắt cây và công cấp 23 gì đó, nhưng mà xe này đi ít lắm, đi có mấy ngàn cây như xe hãng gì đó. 28 triệu tiết kiệm khá nhiều. 28. Tiết kiệm đâu đó cũng phải gần 8 9 triệu bạc đó, không biết đâu. Ok ha. Giờ để em xuống bên dưới để qua đây đi. Có một cái chiếc rim lùn nè, rim lùn 99. Dạ đây. Đó, nhỉnh nhẹ là nổ nha. Chất xe thì anh chị em mình coi gì đó, đó trên hình thì rất là chất nha. Kiến zin rổ zin theo xe, niền còn zin luôn. Và vỏ xe thay từ năm 2011 là chủ thay chỉ đúng một lần vỏ. Xe đít lắm, có 56.000 thôi. Rồi. Nguyên bản hết, zin hết.
và cái cốp còn rất là đẹp nha. Yeah. Đây. Bù zin luôn ha. Bát bọng là không bẻ một bát nào nha. Đó, phục là chưa tháo một lần nào luôn nha quý cô chú anh chị em. Khá chất cọp á, cầm zin đầy đủ hết. Đó, đúng chất rim đùng chính chính luôn mà giá chỉ có 22.500 thôi. 22.500. Đúng rồi. Rồi đó. Ok. Dàn chân cẳng bô là bị số đẹp luôn, 5399. Đó. Phát sinh tiền tài vĩnh cửu đó. À, quý chú anh chị em mình chơi những cái dòng xe này là thuộc lại hồi xưa là ta mua xe này là đại gia rồi. Yeah. Xe này xe nhập khẩu nha quý chú anh chị em. Xe này trong cabinet đây là nhập khẩu luôn đó, chứ yeah, không phải là xe Việt Nam đâu. Bây xe... giờ mình để giá của này là bao nhiêu anh? 22.500. Bao ký công chứng cho mình. Đúng hồ sơ thêm phí. Chính chủ luôn mọi người ha. Chính chủ. Rồi. Một đời chủ một. Mình qua đây đi anh, có chiếc Freeway 250 nữa này. Freeway 250, xe này là một trong những anh hùng xa lộ đó. Freeway là anh hùng xa lộ. Để mấy bữa rồi nó hơi yếu bình. Yeah. Bình hơi yếu anh chị. Yeah. Xe này em Huy để giá cho quý cô chú anh chị em mình là 88 triệu nha. Xe này công chứng được nha. Pháp lý hồ sơ chuẩn mực. Rồi ok. Rồi xe này thì là Vision, Vision mẫu cũ biển số thành phố mà em được em Huy dọn full new rồi. Yeah. Bán xe đẹp cho quý cô chú anh chị em mình đó. 13 triệu 800. 13 triệu 800 ngàn. Liên lạc sạch sẽ hết rồi mọi người ha. Này mua về chỉ việc chạy nữa thôi. Đó. Rồi mình vào bên trong luôn đi. Bên trong là những cái mẫu Future này gì? Future 1. Sát bên trong là có một cái chiếc Future mà được vào một cặp bánh mâm. Nói chung là nhìn nó cũng cứng cáp, cái xe đã lắm. Xe đó thì em Huy giá cho quý cô chú anh chị em mình đó là 21 triệu 500 ngàn đồng. 21 triệu 500. Bánh mâm zin RS nha. Đó, dạ. Rất là chất. Đó, vô cho nó khác là biệt á. Dàn áo đập hộp. Máy thì bao chất rồi, nha. Chính okay. Chủ công chứng. Đó, chất xe đó bà con mình ha, bị số gò bắp luôn nha. Còn em kế bên được dọn full new tâm huyết á, là 22.500, mắc hơn 1 triệu. Nhưng mà chất xe thì anh chị em mình thấy đó, rất là đẹp. Đọc xe BMW Huy ra xe thì anh chị em mình thấy rất là đều. Nếu mà riêng xe đẹp, xe cọp thì nó rất là đều xe. Yeah. Về chất lượng đó. Rồi ok nha. Còn ngoài đây anh, con này biển số là của thành phố luôn, còn biển 4 số nè. Đó, xe rồi bán cho quý chú anh chị em mình chính chủ công chứng là 18.500 thôi. 18.500. Mua về chỉ đổ xăng mà đi thôi, không làm gì cả. Em Huy cam kết. Này mọi người ha. Dạ. Cả mọi thứ là được dọn full keng bên ngoài cho anh em mình hết rồi. Dạ. Còn đây mình sẽ có một cái chiếc màu đỏ. À, nguyên zin, nguyên bản mà em Huy dọn mới, cực kỳ đẹp luôn. Biển số thành phố 5 số, đúng góc sang tên, một nốt nhạc. Em Huy bán cho quý chú anh chị em mình là 24.500. 24.500. Đó, dàn áo đẹp lắm. Anh chị em mình thấy rồi. Bà xứ gò bắp bà con mình nha. Rồi à, ok. Giờ đặt phía ngoài, mình còn mấy chiếc nữa nè anh chị. Future 1 thì em Huy đang còn 6-7 xe đó. Nói chung là xe này thì nói chung giá hợp lý nè, zin mọc hết nha. Biển số đẹp luôn, 7868, em Huy bán giá là 12 triệu. 12 triệu, đúng rồi, ok anh chị. Đi đó, làm đi cày bừa rất đủ ok. Tầm giá luôn rồi, cũng là Future 1. Còn xe này là nguyên bản nè, rút sơn zin nè, rút hồ sơ, bao hồ sơ cho mình luôn rồi nha. 21.500. 21.500, đây mọi người ha. Đó, nguyên máy zin nè, nguyên bản luôn. Dạ. Đó, anh chị em mình tha hồ lựa chọn nha. Ok anh. Đều có những cái mẫu cho mình lựa chọn. Đây mở kin phải không ạ? Mở kin, xe này 2018 mà, lên áo LED 2.9, xe Huy bán 19 năm. 19 năm. Những dòng xe góp như kiểu như vậy thì quý chú anh chị em mình chỉ cần đưa trước cho em Huy tầm khoảng 13 triệu 4 triệu xe về. Dạ, đó là mình góp trực tiếp cửa hàng luôn. Ok. Nợ xấu đó. Rồi, Sonic nha. Sonic 2022, xe đi nước nha. Những xe 2022 bây giờ trên thị trường còn rất là hiếm nha quý cô chú anh chị em. Đây. Và xe đẹp. Và giá chỉ bằng nửa giá thị trường thôi, 29.500.000 đồng. 29.500. Biển số thành phố, chính chủ, ký giấy, công chứng sang tên đều được nha. Vô cũng gì đồ chơi mà xe cọp lắm, đi có mấy ngàn cây. Đặc biệt là cái dàn áo á anh chị bạn. Đây dán kêu trong cả xe hết, bây giờ mình lọc ra là mới lắm, cậu nguyên bản đẹp á. Nha. Ở đây thì em Vision biển số 64 cho anh em mình mua về đi làm cày bừa đây. 22.800. 22.800. Máy riêng mọc hết luôn nha. Đó. Chưa sơn chưa dặm hết, vô mặt nạ thắt luôn. Ok anh. Bên trong là có một em Vision 2018-2019 á, biển số thành phố, chính chủ, ký giấy. Dạ. Chất xe đi 18.000 cây, em Huy bán 21.800. 21.800.000. Đúng rồi. Rồi. Giờ anh em mình vào bên trong nhà ha. Đến với một chiếc này là AB Thái phải không anh? AB Thái đó. Đúng AB Thái luôn. Đẹp xe này máy zin luôn á. Máy zin chưa chạm. Đây, chất xe nè bà con anh chị mình coi ha. Em Huy để giá là cho quý chú anh chị mình 36.500. 36.500. Zin mọc hết á, nguyên bản mà còn chất xe. Chất xe còn ok. Dạ. Dạ. Rồi đây, bên trong là một em Mạch Kinh. Xe này 2021 rồi. Yeah. Trước bán 24 năm, bữa nay hạ giá cho quý chú anh chị em mình chỉ còn 23 năm thôi. 23 năm, bản số là của Long An nè chị bạn. Đây, biển số Long An ha. Rồi, qua đây đi anh, chiếc Janus nè, màu đặc biệt luôn. Rồi, màu này thì trên thị trường em
không thấy nha. Không có trên thị trường, có thứ hai. Yeah. Chủ cũ xe cũ sơn vậy đó, nhưng mà em Huy về em chỉnh dạ gặm theo sơn mới thôi nha. Và yeah, đẹp cực kỳ luôn, lên màu rất là nổi. Đó, đi ngay Tết thì xin lỗi tình yêu luôn. Yeah. Rồi 2020 nha, giá 17 triệu 500, biển số 63, khóa xe mắt cây luôn. Rồi. Còn đây là một chiếc AB Việt Nam, được lên giá áo giống như kiểu mẫu AB Thái bà con anh chị mình nha. Rồi, kế bên là một chiếc AB 210. Xe này thì em Huy bán cho quý cô chú anh chị em mình là 22 triệu, có giá đầy đủ đó mà em Huy. Xe này zin mộc đẹp mà theo một cái phong cách gọi là lên Thái, mà để mà nó cầm cặp vẹt thì mình mới biết được thôi. Còn ai tinh ý thì nhìn bánh mâm mới biết thôi. Còn ngoài ra nhìn nó đẹp lắm liền. Rồi, con này giờ mình để bao nhiêu anh ha? 22 đúng không anh? 22 triệu đúng không? Đúng rồi. Rồi ok bà con mình nha, giờ qua đây một chiếc AB Việt Nam mâm 5 cây được lên vàng áo giống như áo Thái. Còn riêng xe này thì quý chú anh chị em mình nhìn sơ qua thì không thể nào biết được, chỉ cầm cặp vẹt nhiều khi biết nghe mới biết được thôi. Đẹp cực kỳ luôn. Biển số 18889, rất là chất nha, màu trắng. 17 triệu 500. 17 triệu 500 ngàn. Đó, đó rất là đẹp nha, hợp okay lý hợp lệ luôn. Bên trong là một em F155. Xe này thì em Huy đề giá 32 năm thôi. 32 năm. 2021 á. Xe này theo chính chủ ghi giấy, DX phiên bản đặc biệt. Ok. Dạ. Thì vừa rồi thì em Huy và Ngô Nguyễn cũng báo cho quý chú anh chị em mình giá hơn 100 xe. Đó. Thì nếu mà có được hợp mắt hay vô nhãn được những cái hợp nhãn được những cái dòng xe nào thì ủng hộ em Huy nha. Yeah. Và những cái giá xe nó cũng là cam kết với chú anh chị em mình là chất theo xe. Yeah. Đó, chứ không phải là giá cao giá thấp gì đâu. Quan trọng là mình cái chất xe nó có đúng như mình mong muốn hay không. Yeah. Và có ưng ý hay không. Còn xe rẻ thì em Huy cũng vẫn còn nhiều xe rẻ cho quý cô chú anh chị em mình lắm. Yeah. Đó, nên là quý chú anh chị em mình cứ yên tâm đi nha, cứ tham khảo. Và em Huy cam kết là chất lượng là sẽ là đi hàng đầu. Đó. Yeah. Thì cũng quay báo giá qua hết rồi. Và đặc biệt á là cái nhà xe bên đây nè, những cái mẫu xe như là Rim Thái hay là Future á, thì các anh nào các chú nào mà đam mê á thì đến trực tiếp tại cửa hàng xem cho đúng nó rồi, đã mắt luôn mọi người ha. Bình thường thì quý chú anh chị em mình hay lên đó xem xe và tham khảo với em Huy lắm. Bình thường là lên là để coi đúng chất xe hay không và đúng uy tín hay không. Đó, vì mình bỏ ra một cái số tiền xe nó khá là giá trị cao. Yeah. Đó, nên là quý chú anh chị em mình bớt chút một chút thời gian đi. Em Huy cũng khuyến cáo là như vậy. Yeah. Còn những cái dòng xe 10 mấy triệu thì có thể là cọc em Huy sẽ gửi về cho mình luôn. Yeah. Và cam kết đúng hình như xe, bảo hành cho mình rõ ràng. Yeah. Đó. Nếu chú anh chị em mình có nhu cầu xin liên hệ bên số Zalo bên góc trái màn hình 0969979279. Yeah. Và đến tại cửa hàng là 201/5 Nguyễn Thế Sơn, phường 7 Gò Vấp nha quý cô chú anh chị em. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi. Rồi. Đó coi như cũng là những cái thông tin tại bên xe máy của anh Huy á, là bên Huy Hồng Phát á. Bà con chị các bạn quan tâm thêm cứ gọi về cửa hàng để Huy giải đáp rõ nha. Còn rồi, em Huy và bạn Nguyễn xin chào quý cô chú anh chị em. Cảm ơn chị các bạn, cô chú đã quan tâm gửi video nha.